Chào cô chú anh chị, hôm nay em đến với nhà của chị Chi để giao lưu với cô chú anh chị mình một số phô mai ha. À, giá cũng rẻ luôn. Có một cây sù cúp nè, à, nhỏ nhỏ mini ha, dễ thương ha. À, với một cây đế khủng. Rồi chào khán giả các luôn chị ơi. Chào tất cả mọi người, hôm nay em mới về lưu phô mai ha. Mai này là mai cây mai này nó khủng lắm nha. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0788753876. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn chị ơi. Đó, cây mã số đầu tiên là cây A1 ha. Đế VIP luôn cô chú anh chị ơi. Cái dàn đế nè, cô chú anh chị xem ha. Đế đều gan hết trơn nè cô chú anh chị. Đế đặc quẹo luôn. Ở trên thì chia thành đóng đều ha. Một khốt giót ngọn luôn. Dán bay ha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn chị ơi. Hoành 38. 38 hoành. Ngay vị trí đó ha cô chú anh chị. Cao là 1m2. Chiều cao 1m2 luôn. Cây to lắm ha cô chú anh chị. Nhìn cây đẹp này lắm. Số là hoành đế luôn. Bầu nó ngang hoành đó là 76. Đường kính bầu là 76 nha cô chú anh chị. Mà đế là nè ha. Đế là tới mé bầu hết trơn ha. Đều gan luôn. À, quay sơ cái luôn chị ơi. Rồi cây A1 này giao lưu nhiêu chị? Cây này mã số A1 giao lưu với mọi người là 12 triệu bao ship toàn quốc ha. Đó, cây A1 là 12 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mã số A2 luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây xù ha. Đó, cô chú anh chị xem ha. Xù nè. Đó, xù cúp nha cô chú anh chị. Xù toàn thân luôn. Đế cũng khá đẹp ha. Đế đều. Xù đế đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi thông số luôn chị ơi. Là 19 hoành. Hoành ngay chỗ này là 25. Hoành ngay cục xù là 25 nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 19 nha. Cao 19 luôn. Cây này mã số E2. Em giao lưu với mọi người là 2.500.000 bao ship toàn quốc luôn. À, cây mã số E2 này là 2.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Này là xù nha mọi người. Xù toàn thân luôn. À, rồi, tiếp theo. À, A3. Một cốt ha. Nó nu bú hết trơn cô chú anh chị. À, tay cành là nu bú hết trơn ha. Đế à. À, đế cũng khá đế lắm á. Rồi thông số luôn chơi. Hoành 21. 21 hoành. Chiều cao 61. Cao là 61. Rồi cây này mã số là A3. Cây A3 này 800.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. À, rồi tiếp theo A4. Một cốt ha. À, lên trên là tàn đa luôn, chi cành đều ha cô chú anh chị. À, về mình ghép chơi cũng được, để đặt luôn. À, thông số luôn. Hoành nó 19. 19 hoành. Chiều cao đó cao 51. Cây này mã số A4 giao lưu với mọi người 600.000 bao ship toàn quốc luôn. À, cây A4 này 600.000 nha cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi. Tiếp theo A5. À, mấy cây này cũng đâm chồi sống khỏe lại hết rồi cô chú anh chị. Đế quái ha. À. Chi cành cũng đều luôn cô chú anh chị, một cốt. Rồi, cho em xin thông số luôn. Cây đâm chồi mạnh nha cô chú anh chị. 21 hoành. Cao là 69 luôn. Rồi cây này là mã số A5 giao lưu với mọi người 700.000 bao ship toàn quốc. Cây A5 này 700.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo A6. À, đâm trò mạnh ha, đế đều hết trơn luôn. Đế 24 giờ luôn á cô chú anh chị. Rồi thông số luôn chị. 20 hoành. Chiều cao nó là 51. Cao 51. Cây này mã số là A6 giao lưu với mọi người 700.000 bao ship toàn quốc.
Đây mã số A6 là 700.000 bao ship luôn. A7 một cốt lắc lượng nha cô chú anh chị. Cây này một cốt lắc lượng nha. Cây này đường thân nó đẹp lắm đó cô chú anh chị. Rồi thông số luôn chị. 17 hoành. Cao là 81. Chiều cao là 81 ha cô chú anh chị. Cây này mã số A7 nha, em giao lưu với mọi người là 400k bao ship Trung Quốc. Cây A7 này 400.000 bao ship luôn. Rồi tiếp theo A8. À, cây này nó có chi cành nha cô chú anh chị. Củ đế cũng đẹp luôn. Đế đặt ha. Rồi thông số luôn. 15 hoành. Chiều cao là 93. Cao 93 cô chú anh chị. Cây này là mã số A8 giao lưu với mọi người 300k bao ship toàn quốc. Cây A8 này chỉ 300.000 bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi A9. Một gốc chi cành đều ha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn chị ơi. Hoành 14. 14 hoành. Cao là 75. Chiều cao 75. Cây này mã số A9 em giao lưu với mọi người 250.000 bao ship toàn quốc luôn. Cây A9 cũng là cây cuối cùng ha cô chú anh chị, 250.000 bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi chào khán giả luôn chị ơi. Rồi.